Ok, hello anh em. Vừa mới tới quanh tới Đà Lạt khi trưa mà do đi xe mệt quá nên là ngủ một giấc chưa mới dậy ra khỏi nhà đây, ra khỏi khách sạn đây. Rồi anh em xem này, mua đi mà lên Đà Lạt là phải xảy luôn. Hậu Covid nên là đi du lịch để ủng hộ nước nhà, ủng hộ tổ quốc. Đấy. Anh qua giùm em đi nghe. Anh em thấy chưa, Đà Lạt này, thấy cục miếng là biển Đà Lạt đó chứ nè. Đấy. Cho vợ đi này. Đó, đi đi. Dành vợ đi cho đi chơi Đà Lạt. Đấy, ok anh em. Giờ chụp hình xì đã, xì quay Đà Lạt cho anh em coi. Đó. Chụp ảnh từ khi này dư mày xong rồi anh em. Đó, Đà Lạt đó. Như đi chơi, xuống đi chợ đêm, đông lắm. Toàn người không là người. Trời ơi. Đi đến Đà Lạt mà từ 12 giờ trưa ngủ tới 5 giờ mới dậy rồi mới đi được xí. Giờ đi chơi tiếp, đi qua chợ đêm chơi đi. Đây. Ở đây mới hả? Đó, thẳng vào đây. Chờ đến này. Đâu? Đông chưa? Đông đen. Chợ đêm là làm. Rồi, tôi đến trên Bình Hòa. Bây giờ ha, tụi em đang dán đi mọi người thôi. Đây là quán như đây, Chu số 3 Phạm Ngũ Lão. Đó, quán nổi tiếng nhất Đà Lạt đó. Rồi, cái mặt rồi đi bố đi. Đóng lắm anh em ơi, đóng như sơ luôn. Đây à? Đây, chú này. Ba món này chứ à. Rồi, đó, ok. Menu của chú. À rồi, anh cảm ơn nha. Đó, sướng nha, đó. Khoái, chó đi ăn là khoái. Chó đi ăn là cười, tịt mắt tịt mũi. Đây là món gỏi. Gỏi cái gì ta? Gỏi gì bắp bò đấy. Gỏi chi ha? À, rau muống bắp bò. Rau muống mà nó toàn còng nữa, ráo chứ nó. Đây anh em thấy này. Cái cục than đi mà cục. Cục than đấy mà nóng lắm á, hành đường luôn này. Thấy chưa? Ngọn lửa. Cái cục này mà hành đường cái cục than lên đường luôn này, thấy chưa? Đấy chưa? Yeah. Đây là bệt tuộc nha anh em, bệt tuộc này, đấy là heo này. Còn đây là rau muống bắp bò. Đấy. Rất là ngon luôn. Bữa giờ ăn này. Rau muống ngon á. Cái này không còn lửa, chắc cái cục than đi thôi mà hành đường thịt luôn này. Yeah, trời. Hay ha, mở lên đâu thấy á. Ở ngoài mình vào cái cục này hả? Chứa trâu nữa. Anh em thấy chưa? Không còn lửa. Chỉ chỉ có một cái cục than đi thôi và hành đường thịt này. Đó. Ghê chưa? Ghê không? Ghê không? Nhiều đó, nhiều hai cái đấy mà nhiều đó ăn. Ngập mặt, tương đi là ăn ngập mặt luôn á. Mày tuột dai quá, chắc là hơi lâu. Mày tuột hơi to. Ngon lắm. Được, ngon. Ngon á, chúng ta được á. Ngon, quá ngon. Được. Đó. Thì lo khi này là chỉ được một lúc thôi. Chỉ được một lúc thôi, được thịt héo thôi. Con bị tuột nên dai quá, nên chưa phải chơi cái lò đi, lò than đi luôn, lò lửa. Đó. Ok này, bị tuột sống rồi này. Được, ngon ạ. Xong rồi anh em. Xong rồi mình xếp lại cho họ này, thấy chưa? Đó. Ăn xong là phải gấp lại đôi cho họ rồi. Giỏi chưa? Ngon. Ngon ạ. Anh em đến là tới chú nha. Đi du lịch ủng hộ nước nhà đó. Đấy. Đây anh em. Ăn hai người. Thế 265.000. Đấy. Chú nha. Số 4 Phan Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt. Rồi, ok. Hết. Dẹp lại đôi cho họ này. Rồi đi. Ok nè, chị đã đi tiếp. Rồi quay cho anh em coi. Chờ đêm Đà Lạt. Đây anh em coi này, đông dễ sợ đông. Con là 6 nữa, đến lâu nữa. Đông nghịch luôn. Tuyển nhân viên này, anh em có ứng là tới tuyển luôn này. Dạ. Trời dư xe mà mất 15 phút đó. Đúng á, công an đuổi mãi. Cái này giờ đi công an dí suất. Cứ chạy vòng nó cái vùng xuyến đó. Rồi ok. Xa xa. Đó, cơ động đấy dẹp đường này. Ờ thẳng qua bên kia luôn. Xe đi đi đi. Cầm tay vào Đà Lạt. Đó, thủ đô của họ đây này. Đông kinh khủng. Rồi vô đây chờ đêm Đà Lạt. Đúng quá, không xem được bây giờ. Còn dọc chờ đêm coi có chi quay mọi người xem này. Coi còn em. Chờ Đà Lạt. Quả như thế đẹp ăn này. À quả cái ngồi đồ ăn này. Bếp ăn cao nguyên, thấy chưa? Bếp ăn cao nguyên. Chỗ qua đây coi bạn này, họ bán gì đấy? À, bắp nướng này. Bắp nướng. Tốt thiên nướng. Những món ăn không? Bắp nướng này, bánh tráng này. Đó, xiên này, nhiều chưa? Đồ nướng, chim cụt nướng, với long nướng, với xiên nướng, xúc xích nướng đâu đó, nhiều lắm. Bên đây là bún riêu này, bún Huế này, bún bò Huế. Bữa anh ăn ở đấy đó, bún bò Huế đó. Lẩu nướng lên chưa? Lẩu nướng. Lẩu rồi. Có còn được. Nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan cho con người và giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Ban quản lý chợ Đà Lạt thông báo tiểu thương, người buôn bán, người dân dâu này, lấy Đà Lạt là dâu tây đặc sản nha. Toàn khách sạn đại ra. Đối với tiểu thương, bên nữa một phố áo quần luôn, toàn áo quần. À, một bên là ăn chuyến với ăn uống này. Đó. Một bên ăn uống, một bên toàn áo quần. Đã chưa? Tha hồ lựa chọn. Thực hiện của tiểu thương, người bán hàng và du khách tham quan chợ Đà Lạt. Keo tơ dừa. Tay đâu, tay đâu? Đó. Đi dọc thế cái chợ đêm đây các thử có cái gì nè. Vô con trái cây này, từ đây con bớ trái cây. Cherry, toàn cherry. Sữa đậu nành. Đó, đang ở đây cho sữa đậu nành này. Một, đối với tiểu thương tự giác lý Mỹ đó. Và vận động mọi người thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Làm vệ sinh lối đi công cộng. Quầy sạp, khu vực buôn bán, kinh doanh. Đôi nên nóng hả? Không bảo đá. À rồi. Đảm bảo an toàn vệ sinh. Không, không bảo đá đâu, nóng hết. Mình mua mua cái là đâu có nhiều khách tới nè. Bán đúng giá niêm yết. Không thắp nhang đèn. Rồi. Nóng lắm không? Và tuyên truyền khách này không hút thuốc lá tại nơi kinh doanh, nơi công cộng. Đó. Đối với người dân, du khách. Mình tới mua cái là bắt đầu, cái này đang đúng chưa? Và vận động mọi người thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Ok, cảm ơn nhá. Tới rồi đó hả? Hồi về xuống đi. 23 cái rồi. Cảm ơn nha. Em biết chị là bữa trước có xe đến mang có người tới quay nó chị nên là biết đó. À vậy hả? À. Cảm ơn em nhiều nha. Tắm đi chị. Ba cái là 20 đó chị. Ngọt hay là đó. Dạ cái này là nó không ngọt. Không ngọt còn chị ăn ngọt. Rồi xối. Xối mùi me video đó. Dừa. Cái này là cái bánh hả? À, mình gọt ngoài thôi. Ăn được luôn hả? Ăn được luôn á, bánh tráng đó. Ăn vừa thôi, hết đi. Ăn như tất cả tóc cả đôi kia nữa. Trời ơi, anh dễ sợ anh. Cảm ơn chị nhé. Ngon không? Đầu này, dưa này, mùi me đó, đúng đơn giản thôi. Thiệu giang như xôi dưa, xôi xẻo ngoài mình đó. Xôi dưa ngoài mình xôi đầu á. Mùi me với dưa với đồ thôi. Đó. Để hỏi miếng đó. Được. Một người bạn thôi nhanh lắm. Cả dọc cho đến mới còn một người bạn thôi. Bánh nóng, tỏi dưa, mùi me. Đó. Đó là dưa. Vô đây mắc đổ. Như một bên. Rồi. Quá trời đếm rồi anh em ơi. Đấy. Anh em phải chứ đến tương này. Tương trượt mặt trời này, chợ Đà Lạt này. Anh em bây giờ chợ Đà Lạt. Đó. Cái tường đấy là trung tâm của cái chợ đó. Úi da, trên là có đống người chưa? Ghê sợ. Uống nước đâu ấy. Cái đó đi vừa ăn vừa uống cho coi anh ăn coi. Xôi này. Anh hết rõ hả? Cả xôi luôn đi nhỉ. Xôi đá chứ. Đó, anh em chờ Đà Lạt. Tưởng. Ừ, đi vòng đi thôi. Chờ đêm á. Thằng vốn là thấy ảo quên. Cái gì? Cam bơ này, ui dạ, tùm lum rồi. Đi mua đó. Cam bơ. À, cam bơ. Lấy một lấy cam bơ này thử ấy. Súp cua. Đấy. À, súp cua bán luôn này. Cái này bây giờ súp cua. Có cái gì đây? Cái bằng vàng vàng là cái gì đây chị ạ? À, cái này đậu xanh. À, đậu xanh hả? À, bên là súp. Đó. Ngon nhỉ? Cục là gì? Cục thảo. Đó, cứ tới trước mặt chợ Đà Lạt này. Ngay bên một bên tượng đài nên là có súp cua này. Đây, cam bơ. Cùng một ly 25.000. Đó. Ngon. Ngon không? Đó, đúng không? Đi, cho miệng cái nè. Khuấy đều lên. Để lượt lông ga này, hạt dài này, cam bơ này, nữa là cái gì? Bịt trăng trôn này. Đó. Mấy món đặc sản của Đà Lạt đó. Đậu hù này, đậu nanh này. Thôi đi. Người đóng hết chứ, cậu ơi là người. Bên tráng nướng này, 20 cá này, ăn thử cái không? Nhìn to được không? Qua ăn ngon đó, qua ăn biết nữa. Bên tráng nướng, làm cái đi, làm cái thử coi. Rồi ăn miệng là thùng rác đó ha, cái thùng rác. À. À. Bình trạng được, ui là nhiều luôn, nhiều dễ sợ. Bị chết, bị công an gì, hèn chi họ cầm bảng họ chạy hết. Họ cầm bảng họ chạy hết, bị cái công an cơ động gì này. Đó. Cho họ cả tôi. À, quên hết em. Đến Đà Lạt lần đến là toàn quên nằm đúng rồi. Chắc là rẻ lắm. Vì lần quên năm. Đó. Làng farm đặc sản Đà Lạt. Đây này, trà Atiso, rượu vang Đà Lạt. Ở đây mấy bạn ăn uống thỏa thích, 59.000. Mua vé buffet trước khi lên lầu. Mắc cá nữa, thành mắc cá rồi, thanh long sợi dầu, hạt điều này. Đồ ngon lắm á. Mình gọi đây, phải làm ngon cho mấy. Qua đây trà này. Trà Thái Bảo. Atiso này. Gọi mấy, gọi 99.000 à? Ừ. Mua không? Rồi một bao đấy mày gọi mà đang 594.000. 10 gói. Ủa, 6 gói mà là 10 gói. À phải, ừ. 6 gói, đi combo á. Nhiều lắm, ôi à, cà phê của Tuấn Vương. Hạt hành nhân. Xoài này, mứt nhó này. Ồ nhiều á. Rồi mình sẽ dèo đấy. 113.000. Bưởi sẽ dèo. À, đúng phải nhớ rồi nhá. Du lịch mà. Hàng trưng bày. À. Mứt dâu. Dâu tây. Qua đây chị. Có cho mà ai cũng cho. Thôi đi. Mua không? Thôi để tôi. Con được ngay về đó có còn lọ không bị muối chứ. Điều Đà Lạt. Apec. Con sách cho. Con sách phải thích đi, con sách đi. À. Em qua đây đứng em cho nó trong quá. Em ơi. Nấm đông trùng, hà thảo tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đó, cho miếng chuột đấy, mua luôn đó. Xe về hả? Đó, Tây quay phòng sư đó nè, đó. Rồi anh Tây quay phòng sư đó nè. Rồi về. Đông quá. Mày quay sắp hết pin nữa. Thôi phải về. Ở Đà Lạt 3 ngày 2 đêm đấy. Rồi sẽ còn những cái hay để quay cho anh em coi, quay cho mọi người xem. Ba này, về club. Chứ mà xe đông. Rồi, để lấy xe đã. Lấy xe về khách sạn. Bye anh em nha. Bình dạng nước. 4 cái 20, 80 gì á. Rất nhiều đồ. Ngon chưa? Khoai nè. Đặc biệt, làm cái đặc biệt luôn, ăn cho đẳng cấp cái thứ, cho ra cái gì không? Làm rất là chuyên nghiệp. Em này mở trà hả? Mình làm bạn mình xây á. Đấy, mình chờ đêm là đạt luôn nha anh em. Đi ra lấy xe xong rồi tới đây làm cái bánh tráng tôm luôn này, à bánh tráng nướng. Đó. Nằm ngay cổng đi vô chờ đêm này. Đó. Đông kinh khủng, đông. Yeah. Rồi ok, xong rồi hả? Rồi, để về nhà thưởng thức.